Dạ, anh em quay lại kênh anh ạ, quay gaming của mình nha. Thì hôm nay mình có nhận được cái đơn hàng của anh Phú hộ mình đưa chiếc xe cao bắp ngay người Nam. Xe này là Dodge Challenger XRT Hellcat. Thì cái xe này là nó bị đánh, cũng nói là không biết bị gì, cũng làm mới lại á. Cái nào mà mình hư thì mình thay thôi. Thì đây nè, cái này mình sẽ cái lỗi này mình tự tìm kiếm nè đó, mình tìm kiếm ra hết để mình thay đó. Thì mấy cái xe này thường thường hầu hết là mình phải tháo ra hết chứ, để mình kiểm tra. Bây giờ mình đưa là mình thì mấy cái xe này làm lâu lắm, bây giờ mình sẽ kiểm kỹ. Giờ mình đưa nó lên nè, thông thường mình sẽ kiểm tra là bốn bánh với trục mấy ở dưới trước, rồi giờ mới đụng vô máy. Thông thường thì mình cũng chưa đụng vô máy đó. Dạ đó, đụng vô nhà đó, bị gì? Ồ, mới quá, để còn mới. Đâu ra bánh nè, sau đó mình mới kiểm tra này. Tại mấy cái xe này làm lâu lắm nè, chứ không phải mình dễ như mấy cái chiếc kia đâu. biết trước được, bởi vì mình phải làm từ từ. Oh, no.
quá trời luôn. Quá trời xét bị gì mà dữ vậy ta. Trước rồi đó, mình thường thường mình kiểm tra vậy đó, cứ kiểm tra bẩn chưa, rồi để tháo, rồi trục lái, rồi này nọ mấy cái bên dưới trước thì nó vô máy, có khi máy móc còn xe thì thấy mình tính có coi sơ máy nó vừa tốt không có nổi. Cái lửa nó nằm đâu đâu mình nâng lên kiểm tra dư lượng, mình phải nâng lên kiểm tra dư lượng nữa mới được. Cái xe này anh này anh dặn là mà thủ tùng nào mà dưới 98-99% là mình phải bỏ hết, phải làm lại chứ mình không có để. Kiểm tra mấy cái bộ lọc thôi. Mới quá, không có gần như lo nó nữa. Đẩy miệng nó lên nha.
nữa nè. Bây giờ mình chỉ việc mình mua đồ thôi. Đó. Đó, mình chỉ việc mua đồ mình hai thôi. Xong đồ đó nè, giờ mình chỉ cần việc là gáp vô thôi. Đó, giờ mình chỉ gáp vô thôi. Vô cục đấy rồi sắp có tiền rồi nè anh em ơi. Thiếu gì nữa không? Thiếu gì đó mình dán vô. Mình dắt trước rồi, tại vì mấy cái như đó là dễ quên, quên cái mất công lắm.
cũng thiếu đó. Áp xong rồi mình kiểm tra lại xem xe kiểm tra đủ chưa, vào đầu tàu. Xe xuống mình gáp lại bộ lọc gió, tai nạn mình cứ nghĩ là máy nên mình
rồi mình vô xe mình kiểm tra mình ngồi phía gì không, mình vô xe mọi người đây sau này thì anh em thấy video mình hay hay gì đó anh em cứ góp ý nha để mình làm nó tốt tốt hơn nè, tại mới làm cũng mới nữa mới đây.